Vâng, em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác nha. Chuẩn bị Tết, em liên tục lên các dòng loa dựng và em test cho anh em nghe cái cấu hình cho tất cả các bác thẩm âm. Ở bên này thì là đôi JBL, em đang dựng là bát của BVK và tép BNC côn dây nhôm dẹt. Đây là cấu hình của nó rất là đẹp mà chỉ có giá hơn 5 triệu một đôi. Và ở bên này của nó là đôi RCF. Thì đôi này em đang dựng quá là nhiều luôn. Mẫu này em đang làm số lượng quá nhiều anh em nhé. Đây, RCF nó rất là đẹp luôn, giá thành thì quá hợp lý. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn sẽ test và giới thiệu chi tiết từng cái linh kiện một. Các bác được nghe chất âm mô loa của em, các bác được nghe chất âm, giá thành thì nó nhật tận gốc. Và các bác được xem những linh kiện của nó chất lượng để mình chọn ra một đôi loa mà có cái linh kiện hợp lý nhất. Còn vỏ thùng thì các bác dán tem gì thì dán. Em sẽ test nhạc cùng bài nhạc cho tất cả các bác nghe cái tiếng tép này. Tép nó hay lắm và lời sáng. Vừa rồi anh em được nghe chất âm nhá, em đang test bằng đẩy liền vàng nhá. Nếu như test bằng đẩy, ngoài rất căng luôn. Nó test bằng đẩy liền vàng này, các bác vừa rồi nghe nó tiếng nó rất sáng. Các bác đánh loa full này mà chỉ cần đệm thêm một có lại là có tí sốt thôi thì nó quá là tuyệt vời. Ở đây là đôi loa full 30, lưới được của nó được dán chống bụi ở bên trong, lưới sắt này, bên đôi nào dán chống bụi này. Và con này của nó là BVK, bát của nó chính hãng của công ty. Con này của nó có mã là VK1290 biên BVK từ 19 con 76. Con này của nó là Bixon và đít có 8 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt, đít lồi này, dày dặn lồi, hàng chính hãng của BVK. Đây, tem QC, tem mã vạch. Các bác kể cả bác, các bác dựng thì tép BVK cũng được, nhưng tép 450 BVK thì em đang chỉ có cái mã nó bình dân, nó rẻ. Thế nên em dựng cái mẫu BNC này. Dâu của nó được bọc dây điện này, côn phíp này, các bác nhìn thấy côn, các bác nhìn thấy chất không? Quá chất luôn, con này màng sơn dầu bóng gân hai gân. Đồ của em thì nó là hàng thật và lồi đồng cồi đá. Các bác mua được củ to, bát hàng của hãng nên anh em chơi nó sướng. Và đây các bác nhìn này, thùng được chôn gen và thùng gỗ MDF nhá. Phân tần này, 3 chở nhôm phân tần model 004. Và tép của nó côn dây nhôm dẹt của BNC thốc nhôm này. Đấy, cặp loa vừa rồi thì em có test cặp loa full 30 JBL. Thì các bác lưu ý nhé, loa của em thì dán rất nhiều loại tem khác nhau và ruột loa cũng có rất là nhiều ruột khác nhau. Các bác chụp ảnh màn hình gửi vào Zalo nhé. Vào đôi loa này của em thì em đang có cái giá là 5,6 triệu đôi này. Còn đôi này, đôi 30 giờ xếp từ 19 con 76 bát 30 từ 19 con 76 đít của nó có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Bát 30 giờ xếp từ 19 con 76. Màng xếp ly điện sóng gân vải tẩm dầu 3 gân. Màng sơn dầu bóng bên trong này. Phân tần BA95 có bóng câu trì chống cháy nhá. Đôi này thì giá bình dân hơn, tép cũng 450 từ 120 con 4 giờ xếp. Đấy, và đôi giờ xếp này thì em cũng đang dựng và test cho khách, giao cho khách rất nhiều. Cái mẫu thùng mà em đang dựng về cái đôi BVK này thì nó sẽ sâu hơn cái loại này 2 cm, các bác nhỉ, sâu hơn các loại dòng trên thị trường luôn. 2 cm, đấy các bác nhìn thấy không ạ? Và cái đôi giờ xếp này của nó có giá là 4,1 triệu cặp này. Anh em có nhu cầu quan tâm đến đôi JBL hay giờ xếp, hãy liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng. Em Tùng Nguyễn Audio sẽ nhận đơn và gửi hàng cho tất cả các bác qua đường bưu điện. Hoặc là Tết rồi các bác có nhu cầu gửi xe trên bến xe Mỹ Đình, bến xe nước ngầm, bến xe Gia Bát, em sẽ hỗ trợ gửi xe cho anh em. Để anh em nhận ngay, vì anh em nhiều khi anh em có thể là vào Nam ra Bắc bận không đợi được bưu điện. Và các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho bên Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng nhé.